Tối qua, trường Trung học phổ thông Công nghiệp Việt Trì tổ chức gala kỷ niệm 50 năm thành lập trường, tháng 3 năm 1973, tháng 3 năm 2023. Với chủ đề Trung học phổ thông Công nghiệp Việt Trì 50 năm một chặng đường lịch sử, các đại biểu cùng thầy và trò nhà trường đã giao lưu tọa đàm với các thầy giáo, nguyên là hiệu trưởng, là giáo viên bộ môn và nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, cựu học sinh của trường. Các đại biểu tham gia tọa đàm đã cùng nhau chia sẻ về truyền thống 50 năm qua, việc phát huy và tiếp nối ngọn lửa truyền thống của thế hệ trẻ hôm nay nhằm góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Sau phần tọa đàm là chương trình văn nghệ với các tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, công ơn các thầy cô giáo về truyền thống của trường. Đặc biệt, nhân dịp này, thầy và trò nhà trường còn được giao lưu với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Tự Long, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, nghệ sĩ ưu tú Quốc Khánh. Gala kỷ niệm là dịp để mỗi nhà giáo và các thế hệ học sinh của trường ôn lại những chặng đường, để thế hệ thầy trò hôm nay nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp chồng người.